Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay chợ Tốt Tiền Giang đến đây giới thiệu đến quý vị và anh chị em đầu tư một lô đất bề ngang 28, bề sâu vô 31, có 300m thổ cư nha. Đường xá rất là đông đúc luôn. Để mình quay sơ sơ đường xá cho quý vị và anh chị coi. Rồi đây em mình quay vòng vòng trong xóm cho quý vị và anh chị coi. Tổng cộng cái diện tích này là 940m² nha quý vị và anh chị. Bề ngang 28 thì sâu vô 31 nha. Đây là cái ranh giới đất ở đây. Địa chỉ ở đây là ấp Văn Hóa Kinh Trên nha, xã Bình An, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Lô đất bề ngang 28 thì sâu vô 34m. Có 300m thổ cư nha quý vị và anh chị. Chủ kêu một lô đất này là 1,5 tỷ nha quý vị anh chị. Có thiện chí mua thì liên hệ ngay số điện thoại chợ Tốt Tiền Giang là 0939 7773. Đây quay vòng vòng khu vực này cho quý vị anh chị coi. Hướng này là về thị xã Gò Công, hướng này về thị xã Gò Công, hướng này là về xóm Vinh. Đây hướng này về xóm Vinh, khu vực này rất là đông đúc nha. Nhà cửa đầu đông đúc luôn. Thử quay sơ sơ nhà cửa cho quý vị và anh chị coi. Đây nè. Đây. Đây là cái ranh giới đất. Đây là cái ranh đất nè quý vị và anh chị. Đó, cái cọt đó. Cầu dọc theo dài lên đây. Rồi. Đi vô cái lô đất này. Vô lô đất mình coi nha. Mình nhắc lại cái địa chỉ là ấp Văn Hóa Kinh Trên, xã Bình An, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Có 300m thổ cư. Bề ngang là 28, bề sâu vô 34m nha. Mặt tiền đường khu vực này luôn. Anh chị nào thiện chí mua thì liên hệ ngay số điện thoại của chợ Tốt Tiền Giang 0939 774 735 nha. Cho các bạn gặp trực tiếp chủ thì liên hệ với chủ nha. Ra tới ngoài sau nè. Rất là ra tới ngoài sau. Đây là cột mốc ngoài sau. Đi qua cột mốc bên kia luôn nha. Mình nhắc lại cái địa chỉ này là ấp Văn Hóa Kinh Trên, xã Bình An, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Diện tích của nó là bề ngang 28m, bề sâu vô 31m, có 300m thổ cư. Giá bán của nó là 1,5 tỷ. Rồi. Đà lội vô cỏ luôn, chơi nhiệt tình với quý vị anh chị luôn nha. Đây, cột mốc bên đây. Đây là cột mốc nè quý vị anh chị. Đây là cột mốc của nó. Tới đây là mình giờ mình đi ra nha. Quý vị anh chị nào có cần á, liên hệ ngay số điện thoại của chợ Tốt Tiền Giang nha. 0939 774 735. Đường xá đây thông nhiều ngã nha quý vị và anh chị. Mảnh đất này nền đồ đã lên cao ráo hết rồi. Đường xá ngon lành quý vị anh chị.
Rồi mình nhắc lại cái lô đất này cái nữa nha, cho quý vị anh chị tham khảo. Bề ngang 28m, bề sâu vô 31m. Có 300m thổ cư. Giá chủ kêu là 1 tỷ 500 triệu nha quý vị và anh chị. Đây mình quay sơ cái cục mắt bên đây cái nữa cho quý vị và anh chị coi nha. Đây là cái cột mốc nè. Cột mốc nào quý vị anh chị. Đường nhựa này chắc cỡ 4m à. Đường nhựa này 4m. Rồi quý vị anh chị nào có cần thì liên hệ ngay số điện thoại của chợ Tốt Tiền Giang 0939 774 735. Gặp trực tiếp để thương lượng với chủ nha. Rồi đến đây mình xin kết thúc cái video. Các bạn nào có liên hệ ngay số điện thoại của mình. Rồi xin chào, hẹn gặp lại ạ.